Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn For. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe For nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ chia sẻ các bạn về cái kinh nghiệm sử dụng chiếc xe For Everest này. Đó là rất nhiều quý khách hàng hỏi Cường là tại sao xe của anh cũng đời 2023 là chiếc xe này các bạn, đời mới nhất, có tính năng gập gương tự động, nhưng mà khi anh mua xe về anh sử dụng thì mỗi lần anh lốc xe thì gương nó lại không tự động nó gập vào. Thì xe của anh có bị lỗi gì hay không, hay là có bị hư hại gì hay không? Thì rất nhiều Cường gặp rất nhiều câu hỏi này. Thì thực ra là cái này là một cái tính năng của xe và chúng ta hoàn toàn có thể tắt mở nó được. Thì hôm nay Cường sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta tắt mở cái tính năng là gập gương tự động trên chiếc xe Ford Everest. Các bạn vô bên trong xe, các bạn vô cái phần màn hình chính này. Ở cái phần màn hình này chúng ta sẽ can thiệp bất cứ một cái tính năng nào chúng ta muốn tắt mở. Thì các bạn vô cái phần biểu tượng cái xe này nè, các bạn vô phần setting giúp Cường. Setting. Rồi các bạn kiếm cái dòng Mio này nè các bạn, Mio là gương này nè. Các bạn bấm vào thì ở đây nó sẽ có một cái phần là auto phone, tức là tự động gập á. Đây hiện tại chiếc xe này chưa được bật cho nên là hồi nãy Cường bấm là nó không có gập vào. Nếu các bạn bật lên thì bây giờ xe nó sẽ tự động gập cái gương này lại. Các bạn để ý cái gương chiếu hậu giúp Cường nè. Cường sẽ bấm lock nè. Đó, hai gương sẽ tự động gập vào. Mở lock, hai gương sẽ tự động mở ra. Nó rất đơn giản thôi các bạn. Thực tế vẫn có rất nhiều khách hàng hỏi Cường, ồ cái xe của anh nó có bị lỗi hay là nó bị hư cái motor gập điện ở bên trong hay không? Không phải các bạn, rất khó để mà hư những cái cơ cấu này. Cho nên là các bạn lưu ý, nếu xe của chúng ta chưa gập gương tự động được thì các bạn hãy làm đúng như những cái thao tác Cường vừa hướng dẫn các bạn vô bên trong để kích hoạt cái tính năng này lên để chúng ta sử dụng xe được thuận tiện hơn. Còn nếu các bạn muốn tắt cái tính năng này đi, hoàn toàn cũng có thể tắt bằng một cái màn hình đó. Thì nếu mà các bạn muốn chuyên sâu hơn đó, thì Cường đã hướng dẫn các bạn sử dụng tất cả cái tính năng ở bên trong cái màn hình của chiếc xe để các bạn hoàn toàn có thể can thiệp và cá nhân hóa tắt mở những cái tính năng an toàn theo ý muốn của chúng ta. Thì các bạn hoàn toàn có thể vô kênh YouTube của Cường để xem lại nha. Còn video hôm nay thì chỉ đơn thuần là chia sẻ cho các bạn cái vấn đề đó thôi. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình sử dụng xe. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.